Call of Duty là một trong số những dòng game lâu đời và nổi tiếng nhất lịch sử với nhiều phiên bản có toàn cảnh khác nhau đã ra đời. Vì thế, chọn lựa xem đâu mới là những phiên bản hay nhất và được yêu thích hàng đầu rõ ràng là không đơn giản. Và cấu hình phải thật nhẹ, phù hợp với một số máy của các game thủ, mặc dù không cao nhưng mà cũng đủ để chiến. Call of Duty luôn được nhìn nhận rất cao với những phần chơi đơn có diễn biến hoành tráng và kinh điển, đúng vậy. Nhưng bên cạnh đó còn tồn tại rất nhiều nhân tố khác cần phải đưa xem xét, ví dụ như phần chơi multiplayer, cơ chế zombie quen thuộc. Tiếp sau đây là ba phiên bản nổi tiếng nhất dòng game này tính tới năm 2020 này. Nếu mà nói về nổi tiếng thì nó không nổi lắm, không gọi là nổi nhất, nhưng mà nói chung là tất cả những này đã được đưa danh sách và mình thấy là quá là ổn định để cho các anh em chơi. Với cái mức dung lượng chỉ rơi vào tầm 20GB trở xuống, có phiên bản chỉ 10GB trở xuống thôi nhé. Hầu như là từ 10GB trở xuống thì top 3 là có một cái là 20, còn hai cái là 10. Em chú ý cho mình như thế. Đầu tiên chúng ta hãy nói đến đến Call of Duty Modern Warfare 2. Ok ạ, Modern Warfare thì các bạn phải biết là Modern Warfare 2 nhé. Bạn có thắc mắc tại sao tựa game này lại có thứ hạng lớn hơn Black Ops 2 không? Tí mình sẽ giới thiệu các bạn Black Ops 2 sau. Câu vấn đáp đó bởi vì tựa game đã mang tới rất nhiều những khoảnh khắc định hình serious kinh điển. Từ màn chơi No Russian gây tranh cãi. Các bạn biết No Russian như nào ạ? No Russian là chúng ta sẽ đóng vai là một khủng bố kiểu như ở cướp ngân hàng ấy, ở bên Russian và bên một sân bay đấy và tàn sát đến tất cả những người ở đấy. Nói chung màn chơi đấy mình cũng không thích lắm tại vì cái nhân đạo ở trong cái màn chơi đấy nó không có. Màn chơi No Russian gây tranh cãi khi cho những người chơi thảm sát dân thường đến khoảnh khắc lộ bộ mặt thật phản bội của tướng Sepa. Sepa anh em chú ý là cái thằng trùm của bên khủng bố. Và sự cái chết không thể nhắm mắt của Ghost. Ghost là nhân vật của mình. Như đó quá đủ cho những người chơi đắm chìm vào tựa game này cho đến lúc kết thúc rồi. Ok, điểm đặc biệt của nó chính là màn Lucin. Khi chúng ta tò mò xem cái kết của tên tướng quân như nào. Ok. Và tiếp theo đến với Call of Duty Modern Warfare 2 thì anh em có thể thấy là cấu hình của Modern Warfare 2 rất là nhẹ. Chỉ với cấu hình tối thiểu là như này ạ. CPU Intel Pentium 4 3.2 GHz hoặc AMD Athlon 6432-3200 cộng PlayStation. CPU Spell Intel Pentium 4 3.2 GHz hoặc AMD Athlon 6432-3200 cộng Procession. Ok, hai cái giống nhau mà. CPU Spell. RAM thì tối thiểu chỉ cần 1GB, còn khuyến nghị để mà anh em chơi mượt nhất 60fps là cần 2GB. Ok, 1GB chỉ là 30fps thôi, chứ bây giờ có ai dùng máy 1GB đâu. Ok, rất là nhẹ luôn anh em ạ. Mình đánh giá cao về cái cấu hình con này quá là đẹp. Nhưng mà nó lại không hề nặng tí nào, chỉ nặng về khoảng dung lượng thôi anh em ạ. Mình max setting ok 60fps, thậm chí vượt qua 60. OS Microsoft Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7. Video card 256MB Nvidia GeForce 6600 GT. Cái này quan trọng là nó ốp với cả màn hình rời anh em chỉ cần Intel HD 4000 là có thể chơi được rồi, tại vì nó ngang với ngang với 256MB Nvidia mà 6600 GT hoặc AT Radeon 1600 XT. Mình hay dùng card Nvidia thế là không biết gì về Radeon hết. Socket, yes, có nghĩa là cái socket là gì nhỉ? Là cái gì? Driver âm thanh anh em, thì máy làm sẽ có loa đúng không? Free dispatch 12GB, anh em cứ cài đi cài lại, cứ để chống cho mình cả 12GB. Thực ra cài xong có 9GB thôi, ghi 12GB là để cả hai cái DLC thôi nhé. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với Call of Duty Black Ops 1. Ok,
Thì sao mình đánh giá cao Black Ops 1? Đánh giá cao con Call of Duty Black Ops 1 này thì mình nói luôn anh nhỉ. Black Ops 1 với một cốt truyện ngay mở đầu đã rất là, mình cảm thấy là rất là tốt rồi, tại vì ngay mở đầu chúng ta bắn nhau quyết liệt sau khi mà ra khỏi một tòa nhà mà do có một mình đang bị gọi là bị tù nhân đấy ạ. Mình ra mình bắn nhau luôn. Thì đến với Call of Duty Black Ops, người ta sẽ được vào vai một thành viên của biệt đội Black Ops tham gia vào những nhiệm vụ vô tiền khoáng hậu đầy khó khăn và nguy hiểm, không có nhiều đột phá trong nội dung nhưng với bối cảnh lấy một mốc thời gian mới mẻ. Vì sao tò mò nhỉ? Tại vì đầu tiên nhảy vào chúng ta được bắn nhau quyết liệt như vậy, tiếp theo chúng ta còn được bắn nhau với bên Việt Nam nữa cơ. Đến với Call of Duty Black Ops, mọi thứ đều được tái hiện sống động và chân thật, từ những cử động của nhân vật cho đến độ nảy của súng khi bắn. Chúng ta có thể sử dụng súng giật nhưng mà không giật như PUBG đâu, nó giật vừa vừa phải thôi, chứ PUBG là nó quá phụ thuộc vào đồ đạc rồi, mang đến cho người chơi những cảm giác vô cùng phấn khích. Bên cạnh đó ai ai có thể biết đấy, thế hệ mới của Call of Duty Black Ops cũng sẽ khiến bạn đứng ngồi không yên vì sự tinh quái của mình. Điều duy nhất mà bạn nên nhớ khi muốn chiến thắng trong trò chơi này là phải hết sức tập trung và bình tĩnh, khi mọi sai sót dù là nhỏ nhất cũng phải trả giá rất đắt. Ngoài ra, sự đa dạng trong cách xử lý tình huống của Call of Duty Black Ops cũng là nhân tố tạo nên đột phá cho trò chơi. Những hệ thống vũ khí đồ sộ với những món đồ chơi từng xuất hiện tại chiến trường Việt Nam như cung nỏ, đực, các quả trong Call of Duty Black Ops 1. Ok ạ. Để sở hữu được một sản phẩm tuyệt vời, đó chính là Call of Duty Black Ops 1, thì chúng ta cần phải đáp ứng những nhu cầu sau đây để có thể chơi game. Đây là một nhu cầu tối thiểu nhé: CPU Intel R Core 2 Duo E6600 hoặc AMD Phenom Timing X38750, RAM là chỉ cần 2GB thôi. OS là hệ điều hành, chúng ta cần có Windows Vista XP7, rất là ok luôn. XP cũng chiến được cả con Black Ops đấy mà, Black Ops này nói chung là quá tuyệt vời luôn. Và card màn hình thì 256 Nvidia GeForce 8600 GT, na ná giống với Call of Duty Modern Warfare 2 nhỉ. HD Radeon X1950 Pro, mình không 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 biết mấy cái AMD này lắm. Từ ổ cứng trống thì anh em cần phải có 12GB, cũng ngang mấy kia rồi. Rất là ok rồi. Chúng ta còn có cả thêm cả chế độ đấu zombie đấy nhá, cả online đấy nhá. Nhưng mà nếu mà anh em là mà cài đặt crack thì có khi là cũng chỉ cần chơi cốt truyện là cũng đã đủ phê rồi. Mình nghĩ như thế rất là ok luôn. Black Ops thì nó ra sau Modern Warfare, thế chắc chắn là cái cốt truyện của Black Ops nó gắn liền hơn Modern Warfare. Nhưng mà mình thấy hai cái nó nhau mà, cái nào chả hay. Rồi. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Call of Duty Black Ops 2. Thì đây là phiên bản mà mình đánh giá cao nhất về khả năng cốt truyện, nhưng mà chơi nó khá ngắn. Nếu mà anh em mà chơi tập trung thì trong vòng 3 tiếng đã có thể hoàn thành xong trò chơi rồi. Thì rất nhiều game thủ đã từng thắc mắc tại sao series game COD lại quá nặng nề quá khứ, không thực sức ở hoàn cảnh tương lai. Xem đây, chúng ta sẽ chiến đấu có cả robot nhé. Xử lý nhiệm vụ đó với sự tập trung cao độ và kết quả họ đưa ra cho đời Black Ops 2. Trademark, tựa game được nhìn nhận là phiên bản dị thường nhất trong cả series. Với tất cả những điều sau, gameplay có tính giải trí cao, phần chơi multiplayer cải tiến đồ họa xuất sắc, yếu tố hài hước được bổ sung cho game và một mẩu truyện tuyến tính lôi cuốn. Ám sát diễn biến của Black Ops đầu tiên tất cả đặt nền tảng cho một cú hit, thậm chí hơn nữa đó là Black Ops 3, nhưng mà Black Ops 3 là quá là nặng. Thế nên chúng ta có khi là không ấy lắm. Nếu mà anh em là muốn trải nghiệm những đơn giản thôi, nó chỉ
Nặng cái này có lẽ là GTX 450 thôi, hoặc là 650 anh em phải chiến được rồi. Nhưng mà mình đang nói về để mà chơi ấy nhá, còn đấy là tối thiểu. Đây, tiếp theo đến cấu hình của Call of Duty Black Ops 2. Cấu hình của chúng ta như này. Hệ điều hành Windows Vista, SP2O, Windows 7, Windows XP thì không hỗ trợ nữa anh em nhé. Không hỗ trợ đâu, Windows XP bây giờ dead rồi. Đã. Tiếp theo là CPU Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz hoặc là AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz. RAM thì anh em cần phải 2GB cho Win 24 bit, 4GB cho 64 bit. Ok. Các màn hình thì Nvidia GeForce 8800 GT 512 MB, vẻ nặng hơn phiên bản đầu là gần như gấp 2 lần. Hoặc là Ati Radeon HD 3870 512 MB. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó cũng cho máy cấu hình tầm trung, gọi là tầm trung thôi. Nếu bây giờ theo cái sự phát triển bây giờ thì nó cũng gọi là mấy máy này gọi là mấy máy cùi rồi. DirectX thì hỗ trợ phiên bản 9.0. Ổ cứng thì anh em cần phải 16 GB, nhưng mà nếu mà tải cả DLC về thì cứ chú ý cho mình là 30 GB cho vừa nhé. Cặp màn hình ok. Tiếp theo đến các âm thanh DirectX 11.0C. Ok. Call of Duty 2 này nó được cải tiến nhiều về đồ họa. Tiếp theo là cái lối chơi lại hấp dẫn, tại vì sao? Chúng ta có hai chế độ multiplayer, một là zombie, hai là người. Tất cả đều có những loại vũ khí mình tự có thể chế được vũ khí cơ. Nói chung là điểm mình đánh giá cao nhất ở đây đó chính là Black Ops 2, tại máy mình máy chung thế nên chơi được. Còn nếu mà các anh em làm một máy là một RAM 4 thôi ấy, thì cứ chú ý cho mình là chơi Modern Warfare 2, mình cảm thấy đồ họa đấy bắt setting được, anh em chơi thì đã phê lắm nhá. Và cả Black Ops 1 cốt truyện, nếu mà muốn chơi cốt truyện mà hấp dẫn thì chơi Black Ops 1. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần cách tải như nào. Ok, có cho link tải hết. Yes. Ok, đến với phần cách tải thì nói chung là nó không có gì khó đâu anh em ạ. Tất cả mọi thứ đều là trong tầm kiểm soát của mình hết. Hôm trước mình đã ra một cái video là cách tải các game trên Steam miễn phí mà không cần phải mất tiền đúng không ạ? Nói chung là đó là trang OKLOT Game mà bây giờ chúng ta đã truy cập vào luôn. Nói chung cái này chỉ cần cho link anh em tự tải và tự cài đặt được, tại trong này hướng dẫn rồi. Còn nếu mà anh em mà không biết thì hãy vào fanpage là mình sẽ hướng dẫn cho nhá. Truy cập vào fanpage để mình hướng dẫn cho. Ok, mở Google Chrome lên. Ok, anh em gõ chữ OKLOT Game. Thực ra là sau khi làm xong video này thì mình cũng sẽ để về link bên dưới cho anh em, mà anh em chỉ ấn vào trong mình giới thiệu trang web này thôi. Tải game tốt như nào, mình tin tưởng trang web này mà, quá là ổn định luôn nhá. Ok, anh em ở đây anh em gõ tìm kiếm chữ Call of Duty cái phiên bản nào mà mình bảo nhé. Call of Duty Modern Warfare chẳng hạn. Mình sẽ tìm bản 2 ở đây. Vâng, ở đây đây. Em ở đây còn mấy cái còn lại anh em cứ làm đi như mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em là Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3. Ok, anh em chú ý cho mình như thế. Ấn vào đây rồi. Ok, tại mạng mình bây giờ nó đang bị lag quá, tại vì mình dùng cả camera không dây thì nó hơi vướng mạng. Em chú ý cho mình như này. Đấy, sau khi vào thì trò nào cũng ngang án như này thôi. Em ấn chữ download cho mình nhé. Em ấn chữ download cho mình, xong anh em đấy download, đợi một lúc nó sẽ tải về cho mình luôn nhé. Còn mình là mình tải rồi thì không cần tải, anh em ấn chữ download là tải xuống luôn. Còn cách cài nhau anh em ấn how to insert this game, nó sẽ tải về cho anh em một cái video nhá, với video hướng dẫn nhá. Còn nếu mà không hiểu gì nữa thì tham gia fanpage của mình để mà hỏi. Ok, tất cả mọi thứ đơn giản thôi. Còn video mình đến đây thôi, nếu mà các anh em nào mà thấy hay ấy, thì hãy ủng hộ cho tem một like, một subscribe, một đăng ký kênh
muốn chia sẻ để có thể ra những video mới nhất. Nếu mà các anh em nào có máy khủng, máy mạnh ấy, mà muốn chơi cô rút tin nào ôn ổn một tí thì hãy comment bên phía dưới để mình có thể làm thêm video cho các anh em nhé. Còn video thì đến đây thôi, thì chào tất cả anh em, chào tạm biệt, hãy nhớ là ủng hộ cho Tem ấy nhé, tạm biệt.